Rồi bây giờ mở bánh ghen lên nhá. Chúc nó không được ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Nó không ra được, nhưng mà những cái nước nào mà đảm đủ yêu cầu đảm bảo yêu cầu thì nó cho đi. Đi xong rồi 10 năm sau lại trả về. Thuê theo năm. Thuê theo năm. Thế con gấu chúc thì nó kén ăn quá, nó không chịu ăn chúc của Malai, nó cứ đòi. Thế nó chỉ ăn chúc nhập khẩu Trung Quốc. Xong một năm tối nhiều tiền mà sau này đến đúng. Anh em mở bánh ghen của anh em lên đi. Anh tạo lại data đây mới nhé. Con em IP10 demo lên không lên các em cứ đúng pháp lên. Không dùng thư viện lên à? Viết thuận. Bây giờ phát hiện lại khó hơn mấy em đúng không? Sang Facebook bây giờ phát hiện lại khó hơn rồi. Chỉ nhận trên bàn tắm. Và bây giờ mình sẽ cho nó một cái avatar mặc định nhé. Anh em vào cái file bay của anh em ấy, cho nó một cái avatar mặc định. Mở file của anh nhé. Tạo một cái ảnh mặc định này trên file bay.
À, như anh lấy cái ảnh này đúng không? Anh cho nó vào. Mình sẽ set thẳng vào cái thuộc tính avatar ở trong bảng user luôn đúng không? Và model user. Đây, bây giờ mình sẽ set thẳng cái thuộc tính avatar đấy ở trong bảng user. Đây mình có avatar đây rồi đúng không? Đấy, thì anh em set cái ảnh mặc định ấy vào thẳng đây luôn. À, khi mình đăng ký thì nó sẽ tạo ra một cái avatar mặc định thôi. Rồi, thì cái luồng chạy của thằng user này, login này thì nó chạy ở trong cái hàm sign ở trong AUTH controller đúng không? Nó chạy ở hàm này. Thì anh đặt debug để xem nó gọi qua những hàm nào nhé. Xem luồng nó chạy như nào. Thì nó sẽ gọi qua cái thằng security này. User principal này. Đây. Nó sẽ build một thằng user ở trong request thông qua cái hàm build này. Hàm build này thì được gọi ở user detail service này. Đây. Nó sẽ load by username một cái user ở trong service. Nó gọi đến database đúng không? Cái hàm này chính là cái hàm query in database để tìm xem một thằng user có tồn tại trong database không này. Nếu như mà tồn tại thì nó sẽ build một thằng user principal ở trong request trong một cái hàm build này. Cái hàm build này được xây dựng ở trong cái class user principal này. Và cái class user service này nó sẽ gọi thằng này để nó build một thằng user ở trong request. Thì sau khi mà nó build xong ấy thì nó sẽ set vào security context để nó bảo mật. Đấy. Nó gắn cái authent, nó lấy cái thằng là gì? Username và mật khẩu của nó ra, nó gắn vào cái thằng authent này. Sau đó thì nó sẽ ra là gì? Trả một cái user principal ra. Đây, nó get cái thằng user ấy ra. Tạo một cái chuỗi token đúng không? Tạo một chuỗi token ở trong cái hàm create token. Create token ở trong cái thằng này thì mình đặt thêm một cái bug ở đây nữa. Rồi cuối cùng thì nó trả theo cái lớp user principal ra đúng không? Và nó trả theo cái thằng DTO này. Khi mà nó login xong ấy thì nó lại trả theo cái DTO ở đây. Mình viết ở chỗ đây, backup default đây. Nó trả theo lớp này. Thì cũng không cần phải trả ID đâu, thì anh em có thể comment nghe đi, bỏ cái ID đi. Bởi vì trong cái thằng token thì mình có thể lấy được user ra rồi, nên cũng không cần phải theo ID đâu. Không cần phải lấy ID đâu, thì mình bỏ cái ID đi. Bỏ ID cho anh nhá. Mình đã có cái hàm mà get colon user để lấy user hiện tại ra rồi, nên mình không cần phải lấy ID nữa. Mình dựa cái hàm get colon user để mình xử lý thôi. Thì chủ yếu đoạn này mình sẽ trả thêm một cái trường là avatar nữa đúng không? Khi mà mình muốn lấy avatar user thì mình sẽ phải xử lý thêm một cái trường avatar nữa để trả ra. Thì mình thêm cái trường avatar nữa ở đây này. Private string avatar ở đây để mình trả cái trường avatar lên. Thì mình thêm nó vào sau cái role này nhé. Đây, thêm vào đây luôn đi này. Trước cái role thì là string avatar vào đây. Avatar bằng avatar. Hai cái này nó bị trùng nhau thì mình xóa đi một cái cũng được. Dùng cái đó. Dùng constructor. Thêm các hàng ghép getter setter cho thằng avatar đúng không? Có chữ public nó sẽ có hai cái khóa màu xanh ở đây. Bổ sung hai cái getter setter của nó. Rồi thì cái thằng avatar này nó phải được build ở trong cái user principal này đúng không? Thì mình xem lại là xem user principal này có chưa. Thì ở đây nó có cái biến string avatar trước mình đã viết rồi này. Nhưng mà nó chưa có cái hàm get. Chưa có hàm get avatar. Cho nên mình sẽ viết thêm một cái thằng get avatar ở đây. Public. Mình tìm ra cái thằng get avatar ở đâu. Đây, get avatar đây. Đấy. Mục đích có cái thằng get avatar ở đây là bởi vì là cái chỗ login này này. Cái chỗ login này này. Nó phải là get avatar ở cái thằng user principal ra thì mới lấy được cái avatar ra để trả ra cho thằng frontend. Đấy, chỗ đoạn này này. Chỗ này thì mình sẽ phải thêm một cái thằng nữa là để user principal này chấm này get avatar ra. Đấy.
Rồi, sau khi mà anh cập nhật lại code thì anh chạy lại VN nhé. Anh chưa sửa cả cái này này. Rồi, bây giờ anh cứ đăng ký bằng phần end thôi. Đăng ký vào đây. Click luôn. Click luôn thì nó báo đi qua đúng không? Đó, register này. Chưa thấy gì. 12. Liên quan đến cloud origin nào. Save form có rồi này. Ok. Cái lúc này thì mình xem là nó ghép cổng chưa này. Có dòng cloud origin ở đây rồi này. Bây giờ anh sẽ đặt một cái lốc ở đây để xem nó gọi được API ở đây không. Lốc này. Gọi service này. Em có bị lỗi không? Không ạ. Ừ. Anh nó đang bị lỗi này. À, ok, à, xem cái role của anh fix gì ạ? À, role anh fix rồi. User tôi chưa có này, của anh chưa đạt được. Ok. Nó có hot 8050 này. Nó có tao bằng mình ở đấy á. Có service này. Ừ. Của anh API nó không nhận nhỉ? API của anh nó thiếu một cái thằng CF ở sau này. À đây, thiếu á. Xóa mất rồi. Sai. Rồi, ok. Rồi, click success rồi. Ở đây là do API của anh nó thiếu rồi. Thầy sửa API. Anh sửa API, cái API của anh viết thiếu. Rồi bây giờ vào hồ sơ check. Đây, mình có cái avatar mục định đây rồi đúng không? Còn 10 phút à? Thôi à? Đến đây thôi à? Xong, xong nhiệt rồi. Xong nhiệt rồi.
Rồi, anh đặt debug vào cái controller của Logi này. Đặt vào hàm say này. Body. Anh chạy debug nhá. Ok. Đây này. Rồi, nó nhận hai cái thông tin của người dùng đúng không? Chính com hút và mật khẩu này. Sau đó xuống. Nó sẽ tạo một cái authentication trong security này. Và nó sẽ phải chạy qua một cái đoạn hệ thống. Đây, chạy sang user này. Đầu tiên nó chạy cái service để nó load xem là user có tồn tại hay không, đúng không? Đấy, sau khi mà nó tìm thấy cái user ở trong database thì nó sẽ thực hiện một cái build này, build user trong hệ thống này, ở cái user principle này. Đấy, nó sẽ lấy tất cả những cái thông tin thực tế của user đó để nó gắn vào thằng user principle. Đấy, nó gắn tất cả thông tin của user hiện tại, đúng không? Vào cái thằng user principle. Rồi, sau đó nó sẽ chạy một cái đoạn hệ thống. Rồi nó sẽ quay lại logi tiếp, quay lại hàm logi. Rồi. Bây giờ nó sẽ chạy quay lại logi này. Đây nó quay lại rằng là gì? User detail. Chỗ mà tạo token ấy. Chưa đúng không? Vẫn chạy hệ thống á. Nó chạy hết hệ thống đã. Rồi. Đấy, sau đó nó sẽ set một cái authentication vào cái security context này. Sau đó đến tạo token này. Tạo một chuỗi token này. Đây, thông qua cái thằng là đi hàm create token này, nó tạo một chuỗi token. Chuỗi token này chính là cái thông tin của người dùng add vào chuỗi token thôi. Đấy, sau bước này thì nó tạo được một chuỗi token này, đúng không? Đây, chuỗi token đây. Rồi cuối cùng nó sẽ trả những cái thông tin này ra cho người dùng này, bao gồm tên này, username này, email này, mật khẩu này, avatar này, role này. Đấy. Tức là trong cái user principle sẽ có những cái thông tin này. Nhưng mà khi mà mình set lên ấy thì mình chỉ trả những cái thông tin mà như là tên thôi, rồi avatar thôi, rồi role thôi. Chứ mình không trả thông tin username lên, đúng không? Những cái thuộc về bảo mật thì mình sẽ không đưa lên. Những cái đấy thì nó sẽ gắn trong cái token này rồi. Rồi ok, thì đấy là cái luồng của thằng Logi nhé. Đây thì sau khi Logi đây thì nó trả cho mình những cái thông tin này. Đấy, mình sẽ trả lên những thông tin là bao gồm có token này, avatar này, tên của người dùng này. Đây là mã của token này. Và trong đấy có một cái role. Cái role thì bản chất nó là một mảng á, một mảng chứa các đối tượng. Thì có cái key là authority thì lát nữa là mình sẽ tạo ra một cái mảng này để mình lưu ở trên local storage, đúng không? Nhưng mà mình sẽ lưu ở những cái mảng có tên là admin hay là PM thôi, chứ mình không lưu cả cái đối tượng này để cho dễ thao tác, đúng không? Thế thì ngày xưa là mình lưu thông tin lên thì mình phải là set item lên, đúng không? Lấy ra thì là get item. Nhớ về đoạn đấy không? Nhớ về DOM không? Thì ở Angular này cũng thế thôi, không khác gì cả. Bây giờ mình sẽ phải lưu thông tin của người dùng lên, đúng không? Thì mình phải đi triển khai các phương thức để mình có thể là lưu thông tin người dùng này, rồi lấy thông tin người dùng ra này. Đấy. Thì để triển khai đấy thì mình sẽ tạo ra một cái lớp gọi là token service. Tạo lớp service riêng. Bây giờ mình sẽ tạo ở trong service này nhé. Open in terminal.
GGS token. Thì nó sẽ tạo ra một lớp token service ở đây. Đây. Thì mình sẽ đi triển khai các phương thức mà có thể là lưu thông tin người dùng, lấy thông tin người dùng ở đây. Thì như anh em biết là nó sẽ lưu một cái ở trên localhost, nó có một cái key, một cái value đúng không? Là key ở bên này, value ở bên này đúng không? Thì mình phải đi định nghĩa những cái key và cái value của nó. Value thì chính là thông tin của người dùng ở bên này thôi. Còn cái key thì mình phải tự đi định nghĩa nó là cái gì đúng không? Key là name key hay là role key chẳng hạn. Đấy. Thì việc khai báo đó thì mình nên tổ chức nó thành những cái hàng số. Thì hàng nó sẽ khai báo ở trên cái index table nhé. Hàng sẽ khai báo ở phía trên này. Mình sẽ khai báo với từ khóa constant là hàng. Khai báo hàng này. Rồi, ví dụ như là lên key hàng này, lên key, cái lên key phía sau chính là cái hiển thị ở cái đoạn key của local storage ấy. Cái lên key hàng phía này là mình lấy ra để mình thao tác. Rồi, con sang tiếp là có gì, avatar key. Avatar key chính là cái avatar của người dùng. Avatar key. Rồi có role đúng không? Token trước, token key. Token key. Rồi có role đúng không? Role key. Bằng này. Role key như này. Và bây giờ mình sẽ xây dựng các phương thức mà set để set các key này lên này, set và lấy ra đúng không? Set và get, bản chất là getter và setter thôi. Thì bây giờ phải xây dựng cho thằng name trước nhé. Thì sẽ biết là gì? Public set name. Thì nó có tham số chính là name đúng không? Thì kiểu giữ tham số nó kiểu dữ liệu là ở phía sau, thì là name ở phía trước. String như này. Setter thì phải có tham số truyền vào đúng không? Và không có trở về. Làm này sẽ thực hiện là gì? Set item lên, set item thông tin của người dùng lên. Sau khi mà người dùng đã login vào đúng không? Thì nó sẽ gọi cái hàm này để set thông tin người dùng lên. Thì đoạn này mình sẽ là trước khi set thì mình remove cái cũ đi. Thì mình gọi là bây giờ mình set nó vào trong session storage đi. À, gọi thằng session storage ra này. Cái này là DOM thôi. Chấm. Đầu tiên là mình remove nó đi. Trước khi set thì mình remove nó đi trước. Remove cái lên key đi. Mình xóa nó đi này. Sau khi xóa nó đi thì mình set nó lên. Session chấm set item. Những cái hàm này hoàn toàn thuộc về DOM của JS thôi. Anh em học module 1 thì chắc là nhớ những cái này rồi. Còn ai không nhớ thì bây giờ buộc phải nhớ. Lên key truyền lên bạc. Sau đó mình sẽ xây dựng một cái phương thức là gì? Lấy ra đúng không? À, mình viết ở dưới constructor đi. Constructor bị lùi xuống quá. Rồi, bây giờ sẽ là gì? Hàm lấy ra. Sau khi mà mình set được lên rồi ấy, mình sẽ lấy thông tin của người dùng ra đúng không? Thì xây dựng cái hàm để lấy thông tin của người dùng ra. Là hàm public get name. Thì hàm get sẽ không có tham số đúng không? Getter và setter. Cái này quen ở trong lập trình của đối tượng rồi. Thì hàm get thì nó phải có kiểu dữ liệu trả về đúng không? Thằng TypeScript này nó cũng có kiểu dữ liệu. Thì kiểu dữ liệu của nó là string thôi. Đấy, sau đó là viết phần thân cho nó. Thì thằng này là trả về một cái thằng mà mình lấy ở trên local storage xuống đúng không? Thì là trả về này. Hàm get thì phải là có return. Trả về session chấm này. Bây giờ lấy xuống thì nó sẽ là gì? Get item. Get item của chính cái thằng lên kia. Nói gì ra? Nó
Ngang luôn như này. Hay mình không để bố em đi. Không để như này nó hay hơi bị rồng ràng buộc nhỉ. Để bố em đi. Pháp này. Xem nó có fix ở đây được. Không học mình fix ai gan đi cũng được, không vấn đề gì. Cái xét ai gan đi cũng được. Đây nó chỉ là cái kiểu fix kiểu dữ liệu thôi. Ignore đi là được. Rồi bây giờ mình sẽ nhân bản ra đúng không? Nhân bản thằng này ra thì các key khác nó cũng tương tự thôi, chỉ có mỗi thằng role nó sẽ khác một tí. Bây giờ mình nhân bản nó ra này, sửa thôi. Tiếp theo là đến gì? Avatar. Avatar thì là truyền avatar vào này. Cái này là avatar key. Avatar key. Avatar. Thì thằng này là gì? Get avatar. Thằng này sẽ là avatar key. Tương tự thì mình sẽ nhân bản ra để làm với token. Là set token. Token thì nó chuyển vào là token. Cái này sẽ là token key. Token key. Cái này là token. Cái này là get token. Cái này là token key. Rồi tiếp tục nhân bản ra. Cho thằng role đúng không? Thằng role thì đây là set role này. Thì role bây giờ nó là kiểu mảng nhá. Role này. String bình không phải là string bình thường mà là string mảng này. Một cái mảng. Thì đây vẫn là role key này. Role key. Rồi thì bây giờ muốn xét mảng lên gì local storage thì liệu có xét được như này không? Nhớ lại một một có xét được cái mảng trực tiếp lên không? Đúng không? Phải gì string file đó thì mới có thể là xét nó lên được đúng không? String file của load. Đấy thì bây giờ lấy ra đúng không? Lấy load ra. Load thì nó phải là kiểu sinh mảng này. Đấy. Thì liệu có lấy trực tiếp xuống bằng cách là gì? À, mình lấy thì mình sẽ check xem có đăng nhập hay không nhé. Thì mình phải if trước này. Nếu như mà cái thằng get item, get token nha, có nghĩa là có user đăng nhập này. Git.get token này. Đấy, thì đoạn này là có đăng nhập này. Thì bây giờ mình có thể lấy trực tiếp bằng cách là session.get item như này của role key này được không? Có lấy trực tiếp nhà được không? Bây giờ ở trên mình lưu ở trên nó là một cái gì chuỗi như kiểu mảng ấy, nhưng mà có lấy xuống ngày xưa anh em nhớ là lấy xuống thì phải làm gì? Phải pad nó ra đúng không? Không thể lấy trực tiếp như này được, phải làm gì? JSON pad nó ra thì mới lấy được. JSON pad xong cho thằng này vào, nhớ lại module một không? Ngày xưa chắc anh em xử lý đoạn này suốt nữ ảnh mà. Rồi, ignore đi. Nhưng mà nó là một mảng đúng không? Một mảng mà bây giờ mình sẽ phải tạo ra một cái mảng role để mình gì? Put cái bọn này vào. Nhưng mà mình chỉ put những cái thằng đằng sau này thôi. Mình không lấy cả cái đối tượng này. Thì bây giờ anh sẽ tạo một cái mảng role ở ngoài nhé. Khai báo một cái biến role ở ngoài. Đây, anh sẽ khai báo là role. Private role đi. Role ở ngoài. Hai chấm mà string mảng à. Thấy không? Này bằng luôn này, bằng luôn. Hai chấm mà ngoặc string mảng. Nghe không được nhỉ? Hỏi chấm lên hai chấm à.
Bây giờ khai báo nó là một mảng này. Thì put vào thì mình lên gì? Lên cho nó thành mảng rỗng trước. Mỗi lần put thì lên cho nó vào đây cho nó là mảng rỗng trước đi. Lên mảng rỗng trước này. Sau đó mình mới put vào này. Nhưng mà cái thằng này khi mà mình pạt nó ra ấy, thì nó là một mảng đúng không? Thì phải là đi tìm từng cái phần tử của nó rồi put vào. Đúng không? Thì anh em có thể dùng vòng lặp để duyệt cái mảng này cũng được rồi này. Nhưng mà viết thẳng first luôn ở đây. Cho nó gọi. Thì mình sẽ viết thẳng first ở đây này. Đấy. Xong mình viết kiểu là gì? Around function này. Tôn. Mũi tên ra. Vòng loại. Xuống dưới đúng không? Thì bây giờ lấy cái mảng roll kia, viết chấm roll ra, chấm put, đúng không? Put từng cái thằng roll vào này. Thì bây giờ mỗi một thằng roll thì nó là một đối tượng, đúng không? Nó là một đối tượng này này, mỗi cái roll là một đối tượng. Nhưng mình muốn put cái này vào thôi, muốn put cái value này vào thôi, thì mình phải chấm đến thằng này, chấm đến cái key này, đúng không? Thì mình chấm tiếp đến cái authority này. Thì mình sẽ được một cái mảng zone đúng không? Một cái mảng zone chứa các value thôi. Rồi thì cái này thằng này là cuối cùng là return chính cái zone này là được này, chính là cái mảng zone này, return zip.zone này. Đấy, chỉ có mỗi cái hàm get zone này thì nó phức tạp hơn bởi vì nó là mảng. Nhớ lại module 1 thì cũng xử lý nó cũng đơn giản thôi. Nó bản chất nó một mảng thôi mà. Thì quan trọng là thì lưu lên và lấy xuống. Em cứ an enter là nó chọn cái test ignore ở dưới. Cái set này là phải đây là một mảng. Làm gì rồi? Được chưa? Xong service của token chưa? Xong hết chưa? Đạt này chết rồi. À cũng chết rồi. Đạt chết chưa? Chết rồi. Được chưa? Thì bây giờ khi mà login vào thì là mình sẽ set item lên đúng không? Thì gọi các hàm set này. Thì mình phải tiêm cái token service này vào chỗ cục lần login. Đúng không? À, mình làm cái chuyện đấy. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái cục lần login đã. Phải chuột vào đây. Chọn open in terminal. LGGC login. Rồi. Để giao diện cho thằng login đúng không? Đăng ký cho nó một cái path. Thì giao diện của thằng login thì nó chỉ cần hai ô input thôi. Thì mình ăn cắp luôn của thằng Jitter này. Có sẵn username và mật khẩu rồi. Lấy luôn của thằng cha này đúng không? Tạo luôn tạo cái khung trắng đó. Gì? Gì? À. Container. Đây là của vũ chat này. Ít lát rau này. Chia đi quan ship này. Nát côn 12 này. Style margin tốt này. Cho 50 pixel đây. Button nữa. Margin button 20 pixel. Mát cắt. Mát cắt. Rồi bây giờ mình sẽ mát cắt style margin không. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái thằng nó cũng có phải form đúng không? Phải có form thì mới thực hiện submit được. Form này. Đấy, bài hôm qua này mình sẽ phải điền đầy đủ các submit form vào. Thì đầu tiên là gì? Thằng F này bằng này ng
form này, rồi đấy ng submit này, submit form này bằng f chấm form này chấm này valid này, và cái hàm để thực hiện login này thì mình viết luôn cái tên hàm đấy là login này, rồi low validate này. Cứ mỗi lần mình sinh ra một component thì là mình phải khai một báo một cái path, xong rồi mình phải điều hướng đến nó, đúng không? Đường nó chỉ có vậy thôi. Tạo ra component này, phải điều hướng đến cái component để mình gọi ở đâu đấy, đúng không? Phải đăng ký cho nó một path ở app module, app routing module. Thì bây giờ mình sẽ copy cái thằng username và mật khẩu bên register sang bên component register, mình copy sang. Copy thằng username nha. Username này. Nó vào đây. Rồi mật khẩu đúng không? Lấy cái mật khẩu password ở phía dưới. Lấy cả button luôn, rồi mình sửa. Lấy cả thằng button này luôn. Thì cái thằng mật khẩu này nó phải có một cái biến 2 bằng true ở bên TypeScript đúng không? Thì quay vào TypeScript mình thêm một cái biến 2 bằng true. Bằng chu này. Rồi nó có một cái form để mình nhét dữ liệu từ cái ng module xuống, thì cũng khai báo một cái form any để nhét dữ liệu vào. Form any bằng đối tượng object. Rồi anh sẽ sửa cái button đấy thành button login nhé. Button này mình sẽ sửa thành đây, cái này nó đăng tên là reader thì bây giờ nó là login này. Cái mask icon này cũng sửa thành login luôn này. Mask icon nội dung của mask icon cũng là login. Login nhỏ. Rồi, thì khi mà tạo ra một gì component thì mình phải đăng ký cho nó một cái path ở app routing module để mình điều hướng đúng không? Thì quay về app routing module đăng ký cho nó một cái path thì mình Ctrl D luôn ở đây này, Ctrl D luôn để sửa cho nhanh. Path đó tên là gì? Login component, bây giờ đang hướng đến component là login component. Ok nha. Check từ đoạn nào. Từ đây phải vào sớm. Token đấy. Còn đoạn nào nữa? Còn hàng nào nữa? Mấy hàm trên kia giống nhau thôi, chỉ có mỗi cái hàm role nó khác thôi. Được chưa? Không cho return á. Em khai báo cái biến role ở ngoài thôi.
lên mật khẩu thôi, giống như luồng của thằng backend thôi. Backend nó bằng hai trường đấy thì mình cũng dùng hai trường đấy thôi. Đúng không? Bây giờ mình thử điều hướng lại đúng không? Xem nó chạy được chưa? Thì bây giờ quay lại LAT3 đúng không? LAT3 thì mình sẽ phải điều hướng bằng router đến đúng không? Router link. Mình tạo ra một cái thẻ tên là login. Thì bây giờ cái này sẽ là router link đến thằng login này. Này để href này vẫn chạy à? Href vẫn dùng được đúng không? Router link thôi, dùng router link cho nó đúng với Angular. Ghép với thẻ A thì vẫn dùng được, nhưng mà router link nó có thể dùng với bất kỳ thẻ nào cũng được, đúng không? Rồi. Đây, giao diện này. Giao diện đây đâu ạ? Đó. Ok. Bản này nó chặt chẽ hơn, bản này là bản mặc định. Bây giờ mình sẽ phải khai báo cái hàm login này, an enter luôn, create một cái method ở dưới này. Rồi, bây giờ click vào thằng login này, nó sẽ gọi sang thằng này đúng không? Mình sẽ CS nó về giữa đi. CS về giữa thì chỉ cần đặt cho cái thằng này là class, dùng với class của thằng Peter được. Class form Angular. Đấy. Rồi. Thì điều hướng được rồi đúng không? Khi mà điều hướng được rồi thì mình còn thiếu gì? Luồng của mình còn thiếu gì nữa? Mình xây dựng. Nên bên này nó có gì? Khi mà login xong đúng không? Thì nó cũng có một cái sign form đúng không? Và nó sẽ trả dữ liệu thông qua lớp là GKT report đúng không? Thì bên thằng login cũng phải như vậy, cũng phải sinh ra hai cái module đấy. Đầu tiên là module sign form. Sign form này thì tạo một export class ở đây. Trong này có hai trường dữ liệu giống như backend thôi, private username chính. Rồi bản này thì nó yêu cầu phải có hỏi chấm này luôn hay không đúng không? Private mật khẩu hỏi chấm hai chấm chính rồi tạo có chapter đúng không? Anisert có chapter. Tiếp tục mình sẽ phải tạo ra gì? Một cái lớp là gì? GKT Deepon để mình gì? Hứng dữ liệu ra, đầu ra đúng không? Giống cái class của backend này. Giống cái class DTO này. Thì mình cũng sẽ phải tạo ra một cái file TypeScript là GKT Deepon. Rồi, export class GKT Deepon. Ở trong này thì sẽ có các biến là mình sẽ để phạm vi truy cập là public nhé. Thằng này nó sẽ lấy dữ liệu qua nhiều class khác nhau nên sẽ để public này. Public đầu tiên là name. Rồi là gì? Avatar. Rồi là gì nữa nhỉ? Role đúng không? Token. Có token nhé, token cũng là kiểu dữ liệu string. Ngoài ra thì sẽ có role thì nó là mảng string mà hoặc là để kiểu any cũng được. Hỏi chấm ở đây vì chỉ cập public nha, private bác cũng xin lỗi. Anisert tạo một cái constructor.
Đấy, mình vạch ra từng bước ra một đúng không? Tạo ra một goblin này thì phải khai báo path này, khai báo cho model này, hầu như các bước đấy đều phải làm đúng không? Khai báo model này, khai báo path này, rồi điều hướng này đúng không? Sau khi điều hướng thì mình sẽ là gì? Đến service để ghép API đúng không? Sang service để viết API. Thì bây giờ mình sẽ quay lại service là viết chung ở cái auth service này đi đúng không? Trước mình viết hàm sysapp ở đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ viết API cho thằng say. Rồi, thì bây giờ là thì viết một cái API sign in này. Private API sign in thì sẽ bằng là environment.api local, thì là lấy ra cái localhost 8080 này thì cộng với cái đằng sau là gì? Sign in. Này đúng không? Rồi thì mình sẽ thực hiện một cái hàm là gì? Sign in ở dưới này. Sign in để lát mình sẽ gọi sang component login. Thì thằng sign in sẽ truyền vào là gì? Chính cái thằng là gì? Sign in form. Kiểu dữ liệu là sign in form. Đúng vào một cái hàng chờ observable. Bây giờ kiểu dữ liệu của thằng hàng chờ này là sẽ là gì? Không nên để đi, mình theo backend này. Backend nó đang dùng cái gì để hứng? Đi kép cái report, mình tạo ra cái module đi kép report để hứng dữ liệu trả ra mà. Nó trả ra là theo đi kép report. Thì đoạn này trả ra sẽ là đi kép report. Đấy. Rồi. Thì đoạn này sẽ là gì? Return zip.http://login. Lúc gì thì vẫn là post thôi. Post. Thì nó thằng kia nó kiểu GDK report đúng không? Thì thằng này cũng phải là GDK theo GDK report. Rồi, truyền API vào zip.api sign phải sign form. Đấy. Rồi thì bây giờ hàm này sẽ được gọi ở component login. Hàm ở service sẽ được gọi ở component login. Đấy. Thì muốn gọi ở hàm ở service thì lại phải tiêm service vào. Đúng không? Tiêm service vào constructor. Thằng này mình tạo component chưa có constructor thì thêm vào constructor. Private thì auth đúng không? Auth service tiêm service vào. Auth service. Ngoài ra thì mình tiêm thêm cái lớp token service vào để mà mình lưu thông tin của đăng nhập của người dùng lên local storage. Mình vừa xây dựng những cái hàm đấy ở bên token service. Nên mình sẽ tiêm token service vào. Token service. Rồi. Thì bây giờ sau khi mà gì? Mình đăng nhập, mình điền các thông tin vào đây đúng không? Thì nó sẽ truyền dữ liệu cũng thông qua form này đúng không? Truyền dữ liệu thông qua form này. Đây, nó truyền qua form này chứ. Đó đi. Đây, nó truyền qua form này đúng không? Form này thì sẽ gọi cái hàm login này. Login này đang được thực hiện ở trên submit form. Đây, nó sẽ truyền vào đây đúng không? Thì nó sẽ là gì? Khởi tạo một cái đối tượng sign ở đây, giống như bài hôm qua này, đúng không? Thì phải khai báo một cái sign form ở đây. Inform sign form. Thì bây giờ mình sẽ khởi tạo một đối tượng sign form để mà mình nhét các dữ liệu ở trong form kia vào. Thêm dấu hỏi chấm ở đây. Hello nhé. Thì này, read.sign form bằng lưu sign info. Thì bây giờ là read.form này, chấm này, username này, phẩy này, read.form chấm mật khẩu này. Đầy đủ các biến này trong constructor đúng không? Thì sau bước này thì nó sẽ lấy được một cái object là sign info.
lấy được object đấy xong thì mình sẽ phải truyền về service, rồi nó truyền về API, rồi truyền về backend, đúng không? Thì bây giờ phải gọi cái thằng service ra, zip này, auto service này, gọi đến thằng gì, sign ở bên service này, à, truyền về API, thì truyền cái đối tượng là zip.sign form về API này. Rồi sau khi mình truyền về API thì mình sẽ subscribe nó ra để lấy data, đúng không? Subscribe để lấy cái dữ liệu ở trong observable ra, thì lấy data ra. Đấy. Thì bây giờ mình cứ lốc data xem có không, đúng không? Data ra xem nó trả ra như thế nào. Thời mình chưa lưu liếc gì nhá, mình cứ lốc data ra xem nó có ghép API thành công hay không. Rồi, thì bây giờ anh sẽ thực hiện đăng nhập nhé. Bây giờ là anh ghép 12 để anh xem con số lốc này. Rồi bây giờ anh cứ đăng nhập bừa vào đi, anh đăng nhập không đúng nhé. Đăng nhập bừa vào đi xem nó trả ra cái gì đã. Rồi. Bây giờ anh đăng nhập bừa thì nó trả ra cho anh một cái error. Nha. Error của anh lại 0.202 à? Em trả ra 202 đúng không? Không à. 202 mới đúng, trả ra 202 mới đúng. Của anh trả ra này là không đúng đấy. Không là sai. Mình login mình validate cả bắt mất. Bắt luôn. Ờ nó phải là 202 mới đúng nhá. Anh xem của anh nó bị sao mà chưa đúng. Xem lại API đâu. Hai linh hai. 22 đúng nhất. Đăng nhập chuẩn đấy mà. Đăng nhập chuẩn đi xem nó có trả ra data chuẩn không. Đi. Đăng nhập chuẩn cũng thế. Em đã có user đăng ký chưa? Chuẩn ra thế thì không được. Chẩn như thế nó cụ đi đấy. Chẩn như thế nó cụ đi chân lạnh toát đấy. Quên bố mật khẩu gì đấy, toàn văn hóa này. Ở bên anh phải lốc xem cái thằng... Hoàng bó. Chẩn ra, ra một cái token thế. Chẩn vâng đúng không? Bây giờ anh phải lốc xem cái size form của anh nó như nào đã. Chuẩn nó ra một cái token nhá. In form này. Nên sai rồi. Chuẩn mà vẫn 22 này sai. Rồi chuẩn vẫn 22 là cụ đai rồi. Chuẩn nó phải ra đầy đủ thông tin của hồ sơ. Chuẩn chưa? Vừa vẫn không chưa chuẩn. Đúng rồi, đây. Được, có cái thằng Postman nào. Đây. Không, bên kia biết gì, bên này biết y thế này. Bên là Hải Yến đúng không? Bên kia biết nguyên sang là sang sao là bên Postman chẳng cái gì nào. Biết không, bên kia biết hoa, bên này cũng phải biết hoa. Bên này. Vừa vẫn cũng hay, hay. Thì nhìn là cách Hải Yến nó phải biết thường hoa. Không, được rồi. Vừa vẫn 202. Ai bác rồi? Đúng rồi. Thêm sao? Ai rồi? Sao con làm thế? À, của anh là vừa lên đặt debug anh chưa chạy lại. Bên kia. Bên kia chưa chạy, à, gì của vắt. Chạy bên kia chưa? Anh chạy lại bên kia đấy nha. Ừ,
Xem này API ấy, chuẩn chưa? Và anh vừa lấy là anh đặt đi bug cho nên anh chưa chạy backend, cho nên là nó bị lỗi như thế là đúng không? Rồi. Rồi, bây giờ vẫn thế nhá. Chạy lại này. Đây, của anh bây giờ trả ra 2.2 rồi, sau khi anh chạy lại backend nhá. Thì nó bắn ra cho anh một cái lỗi nếu mà mình đăng nhập linh tinh đúng không? Thì có một cái status là 2.2. Thì bây giờ anh thử là gì? Lấy cái data đấy chấm status xem nó có ra không, đúng không? Chấm status này. Nó đỏ cái bố đó. Hoặc là mình ignore đi. Đây đúng không? Nếu như mà mình đăng nhập linh tinh thì nó mình lấy cái status ra để mình check này. Đấy, thì anh trường hợp mà mình đăng nhập vớ vẩn đúng không? Thì mình sẽ là if này. Nếu như mà data.status mà bằng với 202. Đấy. Thì mình bắn lên cho người dùng một cái gì đấy là đăng nhập sai đúng không? Thì mình gì tạo một cái biến status đây để mình binding dữ liệu lên. Của Yến được chưa? Bằng này. Review in the form to login đúng không? Như này. Đầu tiên thì sẽ là gì? Biến status sẽ là như này. Sau đó vào đây thì mình sẽ đổi status đi. Là this.status. Trường hợp này là đăng nhập thất bại này. Bằng là gì? Login failed đúng không? Login failed. Early check. Đó account. Đấy. Bây giờ mình sẽ binding cái dữ liệu từ bên TypeScript sang bên HTML. Binding dữ liệu từ TypeScript sang HTML thì dùng gì hả? Binding dữ liệu cái biến status này sang bên phía HTML thì dùng gì? Cũng không nhớ luôn. Bài trước à? Dùng gì? Bài trước anh viết một cái status xong anh binding sang bên kia ấy, thì dùng cái gì? À, bây giờ anh binding cái này từ bên phía TypeScript đây đúng không? Nó đang từ TypeScript này. Bây giờ anh cần binding nó sang bên HTML này. Là binding từ đấy sang đây. Thì nó dùng gì? Cú pháp của nó là cái gì? Có thể binding ra dùng cái gì hả? Đây. Binding từ bên đấy sang thì nó dùng cái này. Dùng cái cả màu nhọn và chuyển biến vào đây. Nhớ chưa? Yes. Còn binding từ phía thì HTML thì nó chính là ng module này. Ng module. Đấy, được chưa? Đây là hai kiểu binding đúng không? Binding từ HTML thì là dùng cái này. Từ TypeScript lên HTML dùng cái này, từ phía HTML về TypeScript thì dùng cái này. Đấy thì bây giờ mình sẽ binding thằng biến status này đúng không? Sang phía HTML này. Thì đây mình sẽ tạo một cái thẻ là gì? Mass error ở đây. Mass error cho nó class của Bootstrap. Class alert primary. Đấy, binding đây. Một nhọn này, hai nhọn này. Biến status truyền vào đây. Được chưa? Alert danger. Alert danger. Vừa vài mới. Thế chưa? Khá nhớ cũng pháp này chưa? Cái này dùng thường xuyên nha. Nhớ chưa? Ok. Thì bây giờ là gì? Thử đăng nhập thất bại đi xem nó có bắn được cái message đấy lên không đúng không? Mình chưa tính đến thành công nhá. Làm thất bại đã. Thất bại là mẹ của thành công đã. Bây giờ đăng nhập thất bại này.
Đấy, login file này. Đúng không? Rồi bây giờ anh sẽ login thành công đi xem nó trả data như nào. À mình đã log data đâu đúng không? Vẫn log data nhá, quay lại đây. Nếu như mà login thành công thì nó sẽ như nào? Vẫn log data ở trên này. Phải data. Và bây giờ login thành công này. Chính con hút này. Khẩu này. Đây, data đây. Đây chính là gì? Cái data từ phía backend nó trả ra cho mình như này. Nó trả thông qua cái lớp GKT Respond. Đây, backend mình đang trả theo cái hàm AUTH Sign này. Nó trả bao gồm gì? Token này, tên này, avatar này. Rồi là root, đúng không? Đây. Thì đây, nó trả cho mình đây. Đây, dữ liệu nó trả ra bao gồm avatar này, tên này, token này và một cái role. Thì bây giờ là gì? Mình sẽ dùng token service, mình set tất cả những thông tin này lên local storage hoặc là session storage. Anh em thích dùng cái gì dùng nữa. Thì cái những cái hàm đấy mình đã triển khai ở phía token service rồi. Thì đoạn này là L đúng không? L thì có nghĩa là nó sẽ đăng nhập thành công này. Thì set tất cả thông tin người dùng lên thôi là zip.token service chấm này, set tên lên này, thì tên chính là gì, data chấm name, rồi zip chấm token service chấm set avatar, chính là data chấm avatar, rồi là zip chấm token service chấm set token, thì là data chấm token là zip.token service.setRole data.role à, cho một cái fix ignore đây là được. Bắt ignore từng cái một. Cái này có cái phần mềm fix tên link ấy, giống cái bản hôm trước ấy, nó fix được tên link ấy. Được. Có S à? Có S hay không mình đặt. Quan trọng là cái data, ở đây có S. Có S thì mình phải có S nhá. Là do cái data trả ra phía backend là mình phải theo nhá. Data này là data của backend nó trả ra. Tên avatar token này. Nó phải theo cái data của backend nó trả ra. Mình chấm đúng nhé. Rồi. Rồi bây giờ mình chưa triển khai gì cả. Bây giờ mình thử xem nó có set được lên không đúng không? Bây giờ lại login đúng đi. Rồi mở sẵn cái thằng gì? Application này. Mở local session storage. Anh đang dùng session anh lưu nhé. Thì bây giờ anh mở chỗ này lên này. Con hút. Lưu được tất cả thông tin của mình lên chưa? Cái token key này thì chính là cái gì? Thông tin username và password này. Bây giờ mình mã hóa nó thành một chuỗi token. Thì sau này là gì? Mình sẽ dùng cái token này để mình đính vào mỗi cái request khi mà nó thực thi một cái thao tác gì đấy. Thì sẽ dựa vào cái token này để biết là người dùng nào đang đăng nhập này. Người dùng đấy sẽ làm gì thì sẽ dựa vào cái token này. Đấy. Và token này được mã hóa thì sẽ không bao giờ lộ thông tin người dùng ra. Chính vì thế mới phải dùng đến GKT token. Đấy là cơ chế bảo mật. Thì đấy chính là web GKT. Rồi, bây giờ mình gì? Lưu được thông tin lên rồi đúng không? Thì là mình điều hướng. Điều hướng nó về đâu đấy đúng không? Bước tiếp theo là mình sẽ điều hướng nó đi đâu đấy. Thì như ngày trước là mình điều hướng từ phía JS đúng không? Thì nó khác với điều hướng từ HTML đúng không? Ngày xưa là mình dùng gì? Window.location.href đúng không? Thì bây giờ với thằng Angular thì nó sẽ dùng cái gì? Nó sẽ dùng là thằng router. Bởi vì đây là điều hướng từ TypeScript sang HTML đúng không? Thì nó sẽ là
router. Router cái đầu là biến thì mình viết thế nào cũng được. Cái quan trọng cái đằng sau thì nó phải đúng này. Router. Router của Angular router đây. Đấy. Rồi. Thì điều hướng nó sẽ là gì? Sau khi mà gì? Login xong đúng không? Check các thông tin lên đúng không? Thì là zip.router.navigate. Cú pháp của nó là navigate. Navigate xong rồi gì? Bây giờ mình có cái path nào mình muốn điều hướng đến component nào thì là điều hướng đến chính cái path đấy. Đấy, thì nó sẽ có cả một vuông ở đây. Thì ví dụ như là về trang chủ thì là path rộng thì là như thế không? Còn muốn điều hướng đi đâu path cụ thể nào đấy thì chính là ví dụ có profile hả? Thì là gõ trúng cái path đấy là được. Thì nó sẽ điều hướng đến đúng cái component đấy. Đấy thì đoạn này là mình sẽ điều hướng về trang chủ đúng không? Bây giờ mình thử test lại xem nó có điều hướng được về trang chủ không. Bây giờ anh có để là gì? Cái này đi được rồi. Đây, bây giờ anh lấn nút in luôn. Đấy, về trang chủ rồi đấy. Không đúng à? Không đúng à? Đúng gì? Thế là anh chưa có bạt rỗng rồi. Đấy, anh xem có bạt rỗng chưa? Anh xem có cái bạt home chưa? Chắc là anh chưa có. Anh có rồi mà. Có rồi mà nó lại không điều hướng là sao? Bây giờ để anh test lại nha. Anh xóa hết cái thằng kia đi đã. Có thể nó chưa nhận đâu. Anh xóa cái thằng này đi đã. Nó ghi lại. Xóa hết bọn này đi. Đang nhận lại nhé. Lúc gì này. Rồi về rồi. Rồi lấy cho nó lát rồi. Rồi đấy là anh về home rồi đấy. Rồi nhưng mà gì? Về home mình phải làm gì? Hiện thông tin người dùng lên chứ đúng không? Và xóa hai cái thằng này đi. Xóa register và lúc gì đi. Hay là ẩn đi đúng không? Phải xóa mà là ẩn đi. Đúng không? Phải ẩn hai thằng này đi và gì? Hiện thông tin của người dùng lên đây. Và hiện avatar vào đây. Mình đã qua avatar rồi đúng không? Có tên rồi đúng không? Thì bây giờ mình phải là lôi được cái avatar và lôi được tên lên đây. Đúng không? Và ẩn hai thằng này đi. Thì đoạn đấy mình phương án thì mình sẽ làm nhá. Check nó ở đâu? Mình check ở đâu? Check ở lát 3 đúng không? Mình muốn đưa lên lát 3 thì mình phải check ở lát 3. Đấy mình sẽ phải là gì? Quay sang lát 3 mình check. Đấy. Lát 3 của TypeScript của lát 3 đúng không? Thì mình lên check ở trong cái LG on init ấy. Thì mình cho thằng này implement cái thằng on init để tạo ra cái vòng đời của Angular. Đây là một interface. On init đâu rồi? Đây. Đấy. Thì khi mà implement interface thì nó yêu cầu phải triển khai cái phương thức abstract đúng không? Đấy. Phương thức đấy chính là on init. Thằng này nó sẽ được khởi tạo mỗi khi mà component này được gọi. Cứ mà mỗi lần mình gọi vào lần này thì cái phương thức này có luồng chạy này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ check ở đây. Check ở trong cái thằng LG on init này. Thì đầu tiên là mình sẽ check. Check muốn check là gì? Có đăng nhập hay không đúng không? Thì phải check thông qua lớp token service. Mình check theo cái thằng token đấy. Thì mình sẽ phải tạo constructor để mình gì? Tiêm cái gì? Service đấy vào. Tạo constructor. Rồi mình tiêm cái thằng service đấy vào để mình check đúng không? Là token service. Đấy. Bây giờ đoạn này mình check thôi. If này, nếu như mà gì z.tokenService này, mình có cái phương thức get để mình lấy ra thông tin đấy. Là chấm get. Thực ra thì có thể get bất kỳ thông tin nào cũng được đúng không? Get lên cũng được. Mình get token cho nó oai. Đấy. Thì nếu như có token thì có nghĩa là gì? Có người đăng nhập này đúng không? Có người đăng nhập thì mình sẽ gì? Set cái tên của người dùng lên. Thì mình khai báo một cái tên ở trên này là lúc đầu tên bằng rỗng đi. Và cả avatar nữa. Avatar. Bằng rỗng đi. Lúc đầu nó là chưa có gì đúng không? Thì vào đây là nó có rồi này. Có rồi thì mình sẽ là gì? Gán. Ít chấm lên. Thì bây giờ lấy ra thì là lấy từ service ra thôi. Mình xây dựng các phương thức rồi. Là get. Nên. Bản chất nó chính là lấy từ session storage xuống thôi. Get item. Cái phương thức get item mình xây dựng là phương thức get lên rồi.
Thằng avatar cũng vậy, là git.avatar bằng git.tokenservice.getavatar. Đấy. Và mình khai báo một cái biến là gì? Check. Để mình có thể ẩn button đúng không? Ẩn các thẻ đúng không? Thì mình khai báo một cái biến check. Check.gin bằng for. Lúc đầu nó là for. Thì khi mà vào đây là có đăng nhập thì chuyển cái trạng thái của cái biến check này đi. Và cho cái biến check này bằng true. Check.gin bằng true. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ quay lại lát 3 đúng không? Mình check theo cái biến check này thôi. Nếu như mà check true thì là hiển thị cái thẻ đấy. Còn check for thì hiển thị thẻ khác. True thì hiển thị khác, thẻ khác. Thế không? Thì nó thông qua thì sao là gợi ý? Thì quay lại lát 3 này. Đúng không? Thì mình cũng gom chung những cái thẻ nào mà cần hiện, cần ẩn đúng không? Ví dụ là register và login là hai thẻ chung đúng không? Mình gom một cái cùng deep. Mình gom hai thẻ này vào. Đỡ vậy là check nhiều lần. Rồi sao? NGX. Nếu như mà check login thằng này phải là đảo đúng không? Thằng này là đảo là full này. Nếu như thằng này full thì nó hiện. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tạo thêm một thẻ A nữa để hiện tên. Rồi có thể là một thẻ nữa để hiện ảnh đúng không? Hiện ảnh thì nó phải hứng qua thẻ IMG rồi. IMG thông qua thuộc tính là SRC thì binding cái avatar lên như này, còn cái thằng này sẽ là gì, tên thì sẽ là binding cái thằng lên lên, binding thằng lên lên mà thì hai thằng này là cùng hiện đúng không, thì cho nó chung một cái thẻ đi, thì cho hai thằng này vào img. Mưa không có thể đọc. Rồi. Thì thằng này sẽ ngược với thằng kia đúng không? Là sao? Là gợi ý. Là check login thôi. Thì có nghĩa là true. Rồi. Bây giờ xem là như nào. Này có đăng nhập chưa? Có đăng nhập rồi đúng không? Đang loát. Đấy. Thì hai thẻ kia mất rồi, lấy ảnh ra rồi này. Thẻ kia mất rồi, bây giờ ảnh hơi to đúng không, hơi khủng bố thì cho nó bé lại, thì cho thằng này bé rồi. Quick quick là 40 à, đây cũng 40 r radius vào đúng không, em border radius 50%. Ok ra. Quay lại giao diện. Ghé lại. Ở đây. Đúng không? Rồi, đấy. Rồi bây giờ tạo luôn một cái thẻ gì about này thành logout nhá. Logout thì bản chất nó là gì? Clear cái session đi thôi, xóa nó đi, đúng không? Xóa hết các thông tin ở chỗ session đi. Thì ví dụ thẻ about này sẽ là logout này. Logout. Anh cho một cái mask icon ở đây nhé. Mask icon. Mask icon là logout luôn. Mask icon này cho nó màu đi, đúng không? Glow Asen. Thì bây giờ mình phải xây dựng một cái hàm logout để clear các session đi đúng không? Clear các thông tin đi. Thì xây dựng nó ở trong TypeScript của Lat3. Mình sẽ xây dựng một cái hàm logout ở đây. Logout. Thì clear nó đi là lấy session ra rồi clear thôi. Session.clear là xóa sạch. Hoặc muốn xóa một số thông tin thì là remove thôi. Nhưng bây giờ mình cần xóa sạch. Sau khi xóa thì mình sẽ reload lại trang. Location. Chấm. Reload. Quen không?
Thật chất là GS thôi mà. Module 1. Nốt out thì đây. Ừ đúng rồi, lúc out cũng phải cho vào trong deep nhé. Lúc out phải là xuất hiện khi mà thì có lúc gì chứ, đúng không? Lúc out phải cho vào trong cái deep này. Như đúng. Đúng logic. Lúc out phải cho vào đây nhá. Thì bây giờ là sẽ gì? Thực hiện cái thẻ A này là bấm vào đúng không? Bấm vào thì bây giờ nó không phải là on click đâu, mà là click. Click này. Click bằng lúc out. Được chưa? Bây giờ quay lại giao diện nhá. Cô tưởng cổ Yến đang bị bug mà vẫn chạy được, vẫn cố được. Nó hít được rồi, ấy. Đấy, bây giờ ấn vào log out đúng không? Log out. Đấy. Bây giờ lại quay lại log in. Bây giờ log in sẽ gặp vấn đề này. Chính còn hút này. Log in. Đấy, login thì nó vẫn xét các gì dữ liệu lên đây nhá, nó vẫn xét lên. Nhưng mà vấn đề là mình đang chuyển sang một trang khác, cho nên là nó không hiểu. Đây này, nó vẫn xét được lên đây nhá. Đấy. Nếu mình F5 lại thì ok này. F5 lại thì ok này. Đấy. Yeah. Thì bây giờ thì mình sẽ phải thực hiện đồng thời vừa xét lên và vừa chuyển trang và vừa reload. Đúng không? Thì cái tổ hợp đồng thời đấy mình sẽ viết ở trong thằng lúc gì. Đây, quay lại đây. Thì là gì? Cái tổ hợp đấy là gì? Sau đó thì mình làm gì này? Là gen. Sau đó mình làm gì tiếp theo này? Rồi này. Array function này. Như này này. Sau đó mình sẽ gọi một cái function tiếp đúng không? Là array function này. Thì function này chính là gì? Reload trang này. Window chấm location reload đúng không? Và location reload cũng được. Chính window đúng không? Bây giờ test lại. Đây anh log out này. Thằng Facebook thì nó cũng như này thôi đúng không? Lúc gì lúc nào nó cũng phải đi loát như này. Không tránh được. Lúc đi. Đấy. Không phải làm, không phải F5 nữa đúng không? Tự động hết đúng không? Đấy. Đường sẽ là như vậy. À, có chỗ nào không hiểu không? Đặt câu hỏi. Bên React này, UFX chưa có một vuông UFX thì nó chưa nó vận hành bằng ấy, vận hành bằng statement, có thể bắn statement cái đường hàng được, bắn grow qua được. UFX thằng lúc ao ấy, thằng lúc ao là mình clear nó đi thôi. Đơn giản nhất là ném ngay một cái trạng thái từ test store xuống chuyển sang cái cứ thay đổi giờ state file ăn tiền được rồi. Thằng này là phải reload lại, thằng này thì lại phải reload lại. Đây là có người ấn F hâm mộ ấy. Người bắt nó phải em nào. Cho lại thằng này bắt người dùng rồi. Không biết không được. Lỗi nhá. Lỗi. Lỗi là cái enter tự nhiên lại lòi ra cái mắt ạ. Ờ enter 2 lần, phải enter 2 lần. Cho đây. Là
Rồi, đấy là lúc gì đấy, toàn bộ về lúc gì rồi.